chí, văn học, nghệ thuật. Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí văn học nghệ thuật trên sóng FM Đồng Tháp, tần số 98,4 MHz. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp phối hợp thực hiện. Góc văn học. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Tết. Hay đúng hơn là Tết của ai cũng đều có những điều thú vị rất riêng. Những câu chuyện gần gũi, tự nhiên hay những hoài niệm giàu cảm xúc của mỗi cá nhân chắc chắn sẽ làm cho ngày Tết ấm lòng hơn, ngày đoàn viên trở nên ý nghĩa hơn. Một góc văn học kỳ này, xin mời quý vị cùng chia sẻ kỷ niệm Tết với cộng tác viên Minh Hoàng qua tản văn có nhan đề Những đôi dép Tết. Anh cột miệng túi rồi chất vào thùng giấy cạc tông thêm một bọc ni lông mới có đôi dép lê màu cà phê sữa còn nguyên thương hiệu nhà sản xuất. Vậy là đôi thứ tư anh nhận qua đường bưu điện do bưu tá chuyển đến. Mà lần này thì người ký nhận là tôi. Không hiểu anh mua dép để làm gì mà nhiều như vậy. Mua làm gì mà quanh năm suốt tháng không thấy anh mang dù chỉ một lần. Cứ ký tên nhận xong là cất vào thùng giấy để trên nóc tủ quần áo. Mấy đứa cháu hỏi xin nhưng anh không cho, cứ cất như thế suốt hơn một năm qua. Nhà anh mở cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm. Tháng chạp, gần Tết, anh bán thêm các mặt hàng trang trí khác. Khách khá đông, nên đó là thời điểm anh thuê người làm theo mùa vụ. Tôi đến phụ việc cho anh khi thấy trước nhà anh treo chữ cần người giúp việc mùa Tết. Khi nhà nhà thi nhau lặt lá cho mai, thì người bên tiệm tạp hóa chở đến lỉnh kỉnh nhiều túi gạo, giỏ quà mà anh đặt mua để tặng cho bà con nghèo ở rải rác trên địa bàn thị trấn. Họ đa phần là người bán vé số, mua ve chai hay đi nhặt phế liệu. Có lẽ trước khi tôi đến đây thì anh đã có danh sách những hộ này, nên hầu như ai đến cũng có phiếu nhận quà ghi bốn chữ chia sẻ yêu thương. Công việc của tôi thì cứ chạy ra chạy vào, lấy cái này tính tiền cái kia. Được cái là anh cho phép tôi tự lấy tiền trong tủ thối lại cho khách hàng mà không phải hỏi. Anh nói, cái gì của em thì tự nó là của em, cái gì không phải của em mà em lấy thì tự nó sẽ mất. Đôi khi tưởng là cái của em đó, nhưng rồi nó cũng lặng lẽ bỏ em mà đi thôi. Càng cận Tết, nhu cầu trang trí nhà cửa cho sáng đẹp càng tăng, nên lượng khách hàng càng đông. Mấy giỏ quà để cạnh thùng hoa mai đã 3-4 ngày rồi, không thấy ai đến nhận. Trưa, anh chất nó lên xe rồi ràng rịch chở đi khi nhận được cuộc gọi điện của ai đó. Vội vã nên anh bỏ quên cái điện thoại ở nhà. Nó nằm ngay trên lối ra vào cửa, nên tôi cất nó vào hộc tủ đựng tiền của anh. Vừa tính tiền cho một người khách xong, thì cô bưu tá dừng xe trước cửa hàng, gọi người ra nhận bưu phẩm. Cô ấy nhờ tôi ký nhận thay anh, vì cô phải đi nhiều nơi, không có thời gian quay đi quay lại. Tôi không thể gọi điện cho anh, mà cô thì cứ hối và trấn an. Không có gì đặc biệt đâu, người này gửi đồ cho ảnh hoài hà. Em cứ ký nhận đi, khỏi coi bên trong cũng biết là đôi dép mà. Anh về, tôi đưa hộp bưu phẩm cho anh. Anh mở ra, đúng như cô bưu tá nói, đó là đôi dép lê màu cà phê sữa. Tôi liếc mắt nhìn vì một chút tò mò. Tờ giấy kèm theo trong hộp ghi mấy chữ: đôi dép dùng để mang trong nhà anh nhé. Em chúc anh mạnh khỏe, an lành. Tôi thấy mắt anh rưng rưng. Anh gấp tờ giấy lại, lấy cái bọc ni lông
để đôi dép vào, rồi cột miệng túi, cất vô cái thùng giấy A4 như các lần trước. Có lẽ anh đọc được những thắc mắc trong đầu tôi nên lên tiếng. Người bạn này là một đứa em anh quen trên Facebook. Em ấy không đứng được trên đôi chân của mình em à. Trước Tết năm ngoái, em ấy về đây chơi, chỉ vội vã mấy tiếng đồng hồ buổi chiều rồi trở lên thành phố. Thấy đôi dép anh mang đã cũ nên về trễn, em ấy liền gửi xuống và bảo anh mang giùm, chứ không phải là quà Tết gì. Nhưng anh chỉ mang đúng một đôi đầu tiên đó thôi. Anh dừng lại, giọng nghẹn đi. Dường như cảm xúc đã chạm vào một điều gì đó đặc biệt ở những đôi dép này. Sao vậy anh? Anh kéo tay áo quẹt lên hai mắt. Em ấy không phải là người gửi cho anh đâu. Sao anh biết? Mà như vậy thì ai gửi? Tôi chớp mắt mấy lần với nghi vấn trong đầu mình. Anh lạc giọng. Lâu rồi, anh không thấy em ấy nhắn tin hay đăng gì trên Facebook nữa. Anh hỏi thăm bạn bè thì mới hay em ấy đã không còn. Những đôi dép này là do cửa hàng trên đó người ta cứ gửi xuống cho anh định kỳ theo di nguyện của em ấy. Vậy còn lá thư nhỏ này thì sao? Anh không trả lời tôi, lặng lẽ lấy ra ba bọc ni lông đựng ba đôi dép còn nguyên. Dưới đáy thùng A4 còn có một cái bọc xẹp xuống, không có đôi dép nào. Anh mở bọc ra và lấy tờ giấy đưa cho tôi. Nét chữ viết tay đẹp như máy tính, nắn nót thẳng hàng. Tết đến rồi, em gửi anh đôi chân nhỏ này, mang giùm em nghe anh. Đôi dép mang trong nhà nên lúc nào em cũng ở bên anh. Chúc anh năm mới mạnh khỏe, thành công và tìm được hạnh phúc cho mình. Em của anh. Anh mở từng cái bọc ni lông. Trong mỗi bọc đều có một tờ giấy A4 được in có nội dung gần giống như lá thư tay ấy. Anh không nói câu nào, chỉ nhìn xuống đôi chân mình đang mang đôi dép đầu tiên mà em ấy tặng. Anh lặng im. Mắt tôi ứa nước. Đôi dép anh đang mang dẫu có mòn đến đâu thì vẫn mới, phải không anh? Gió xuân có ràng rạc thổi đâu, mà sao mắt tôi lại rang rác như vậy?